Rồi, nó nói về cái vấn đề mà con ve nó quay phim chụp hình thằng cha bảy o lao đúng không, nó quay phim cái vợ chồng thằng cha o lao anh Hồng nè cả nhà, anh Hồng thằng vợ chồng thằng bảy o lao nó qua bên nhà con ve, nó qua bên nhà con ve cái nó kêu tụi nó nói sao tết này không ăn tết gì hết, không ăn tết gì hết trơn đó. Đúng rồi, tết này đâu cần phải ăn tết, tết này chúng mày đâu cần phải ăn tết đúng không. Thế cái con ve á nó ngồi nó quay phim thằng bảy o lao nó nói sao cậu phải dáng ăn đi nhá cậu, trời ơi, tốt quá tốt ghê, tốt quá đứa cháu tội nghiệp thằng 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 cậu ha, thằng cậu bảy o lao ha, đúng rồi tội nghiệp cũng đúng tôi, vì là chú Năm chú chết rồi thì còn ai nữa đâu mà đúng không, thì còn ai nữa đâu mà phải giả bộ đóng phim đóng kịch là thương cậu bảy o lao lắm, thương vậy là để cho cái boom nó nhìn thấy là tao thương ba mày thế nè, hiểu không. Ăn hồng ngon lắm cả nhà, tao thương ba mày thế nè, hiểu không, để cho nó có gì nó nghĩ lại, hiểu không, nghĩ lại nó về phe mày đúng không ve. Tao nghĩ đó, nó thương ba nó là nó thương thật, nhưng mà để mình nói á rồi nó quay lại á nó sống với thằng nó về phe thằng bảy o lao á, nó lấy gì nó ăn á, nó mất đi. Nó mất thì nó phải về phe thằng bảy o lao để nó ăn nước ấy à, nó ăn nước nó uống nước lọc à, nó ăn nước hồ à đúng không. Thôi thôi, thương cầu quá, thương cầu bảy o lao quá, cầu dáng ăn lên cầu dáng, còn cô ship từ đường thì không mua quần áo nữa, không mua quần áo mặc tết rồi. Đúng rồi, mua làm gì, vàng nhiều quá mua làm gì đúng không, vàng với tiền á quá trời mua làm gì đúng không, cần vàng với cần tiền chứ cần chi quần áo đúng không, có chi từ đường. Vàng mà nguyên một gầm giường vàng á, hai mẹ con cũng giao thừa, lạy bốn phương trời, lạy mười phương đất cho con khỏi sau kê, toát được không, hồng ngọt lắm cả nhà, hồng ngọt nhắm có toát được không đúng không, có toát được sau kê không. Qua tết này chuẩn bị ăn tết xong đây, không cần thiết là phải lay bốn phương trời đâu, cô xích từ đường à không cần thiết, cúng giao thừa thì cúng à, không có ông bà nào, không có trời đất nào chứng giám đâu, không có ai á, không ai chứng giám ấy. Sao kê đi nha, sao kê đi là có người chứng giám, ngọt lắm cả nhà, hồng á, thương cầu quá à, ve thương à,
cầu giáng anh vô, cầu giáng anh vô công cầu mà ngủm giờ là chỉ còn mẹ con sau kê thôi đúng không? Cầu mà ngủm bây giờ ai đâu sao kê đúng không? Tại vì cầu cũng có ăn một đống trong đó đúng không? Gia đình nhà cậu á, cắt tóc à, cắt tóc à, bảy hoa lao bữa nay cắt tóc. Qua chăm tâm chị xít, qua tâm chị xít từ đường, em bảy hoa lao qua tâm chị xít từ đường, tình cảm quá, ôm nhau mà tình cảm dữ lắm, coi nhau có giá trị đâu mà tình cảm đúng không? Chẳng qua là cùng ăn chia với nhau thì bây giờ cũng đâu còn cách nào đúng không, cũng đâu còn cách nào, không còn cách nào hết. Bây giờ mà chú bảy hoa lao mà bây giờ về phía ai cũng đâu có ai chứa đúng không, cho nên là tham lam độc ác với con với cháu của mình, với anh của mình thì phải trả giá ha. Còn cái bảy hoa lao đó coi chừng á, nghiệp quật đó. Năm nay này, năm con chồng này coi chừng á, coi chừng ngủ bây giờ chưa kịp sao kê là ngủ bây giờ thằng chú bảy hoa lao á ha. Cho nên là cái khu vực mà cái VR nó đang diễn, nó diễn là cái nó giả bộ, nó giả bộ ấy, cầu bảy hoa lao ấy, ăn vào đi, ăn vào đi, không nhìn tướng tá cầu sắt đi rồi, cầu đi rồi một mình con với lại mẹ từ đường của con sao mà sao kê nổi đúng không, phải nhờ tía sạc pin về thì mới sao kê được, chứ còn ai mẹ con nhà con à, sao kê số tiền quá khủng quá lớn 100 tỏi như vậy thì làm sao mà sao kê nổi đúng không, ve đúng không? Cho nên cầu đừng có ngổm, cầu mà ngổm là mẹ con của con là ngổm teo ha. Giờ tiền nhiều quá rồi thì giờ giả bộ đóng phim đóng kịch rồi giả bộ ho lao thôi đi, thằng bảy ho lao, mày có ho lao ai là mày có ho gì, mày ho gà đi chăng nữa cũng mặc chát mày ha. Chứ đừng nói là mày giả bộ mày ho lao mày xù xù rồi con ve giả bộ quay lên tung lên, giả bộ tung lên quay lên ha. Cái thương hại ha, tao thương mà ba mày này bum ha, mày coi kìa đó, tao thương ba mày đó, tao chơi coi như tao quan tâm ba mày đó, mày là con mày nhìn thấy chưa, tao quan tâm ba mày như vậy đó, trời đạo đức giả vậy à, ai mà không nhìn cái mặt mày, ai mà không biết mày, mày là cái thứ mà mẹ con nhà mày cái thứ dòng đạo đức giả, hiểu không? Nhờ vậy ha, bớt diễn đi, lo sao kê kìa, diễn làm gì hả đúng không, nó ho lao kè nó, thằng bảy ho lao kè nó ho lao thì nó chết đó, tới mẹ con mày kìa không lo mẹ con mày kìa, bày đặt thì cậu ăn vô đi, không thì cầu ngủ thì mẹ con của con sao mà sao kê nổi, cái số tiền mà cả trăm tỏi sao mà sao kê nổi đúng không?